Tôi là FPT Software Academy, học viện đào tạo công nghệ hàng đầu Việt Nam. FPT Software Academy được thành lập với sứ mệnh đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án phần mềm toàn cầu của FPT Software. Chúng tôi đang hiện diện tại 6 campus: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quy Nhơn, Huế. Đào tạo ra hàng chục nghìn học viên tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực ICT chất lượng cao trên toàn thế giới. Để làm được điều này, chúng tôi tập trung vào giá trị cốt lõi. Learn and Grow với hơn 70% thời lượng thực chiến, cùng các bài học đến từ kinh nghiệm triển khai 2.000 dự án mỗi năm. Hiện FPT Software Academy đang có 2 chương trình chủ đạo: Fresher, chương trình đào tạo hệ thống các kiến thức và quy trình làm việc chuẩn quốc tế, giúp học viên trở thành Global Software Engineer, đáp ứng yêu cầu làm việc tại các dự án của FPT Software. Internship, chương trình thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp dành cho sinh viên. Tại đây chúng tôi còn cung cấp 500 khóa đào tạo với hơn 30 công nghệ đang là xu hướng trên thế giới. Các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao dành cho những người yêu thích công nghệ. Nếu bạn muốn làm việc tại thị trường nước ngoài, các chương trình đặc thù như kỹ sư cầu nối Hàn Quốc, Nhật Bản chắc chắn sẽ giúp bạn. Đến với FPT Software Academy, học viên sẽ được phát triển khả năng tự học, self-study thông qua hệ thống khóa học trực tuyến không giới hạn. Tại đây, tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai. Học viên sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh với chứng chỉ ngoại ngữ B2 hoặc TOEIC 600 trở lên, sẵn sàng trở thành những Global Software Engineer ngay sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi sẵn lòng với tinh thần supportive cùng với triết lý lấy học viên là trung tâm. Bạn sẽ được hỗ trợ bởi trên 1.000 trainer là các chuyên gia công nghệ đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Bên cạnh đó, đội ngũ mentor là các cựu học viên xuất sắc sẽ giúp bạn trong suốt quá trình thực hành. Ngoài ra, các training officer là những quản lý lớp học luôn theo sát, đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo. Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với trên 120 trường đại học, học viện và cao đẳng trên toàn quốc, đưa những bài toán từ doanh nghiệp đến với nhà trường, giúp các bạn sinh viên tiếp cận sớm với cơ hội việc làm toàn cầu. Song song với đó, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp, thành lập các lab nghiên cứu và tổ chức các cuộc thi lập trình dành cho sinh viên tài năng. Bạn nghĩ vào FPT Software Academy chỉ có học những kiến thức khô khan? Không, chúng tôi còn được nhiều hơn thế. Phát triển những kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, phỏng vấn, cùng hơn 50 hoạt động được tổ chức hàng năm như WeTalk, TechTalk, CodeWar và Team Building. Nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo nên trải nghiệm thú vị thông qua hàng loạt các sự kiện có 102 của FPT Software như Đại Nhập Hội WeFest, Chợ Phiên, Water Game và Happy Run. Được làm việc đúng đam mê, được định hình giá trị bản thân và được hòa mình vào rất nhiều những hoạt động kết nối. Đó chính là chúng tôi, những lập trình viên hạnh phúc. Với hơn 3.000 tester được đào tạo mỗi năm, FPT Software Academy tự hào ghi nhận hơn 95% học viên đạt yêu cầu trở thành Global Software Engineer ngay sau khi tốt nghiệp. Chỉ trong vòng từ 1 đến 3 năm, hàng loạt các vị trí quan trọng trong dự án phần mềm như Team Lead, Technical Leader, Solution Architect, Project Manager được các cựu học viên tester chinh phục. Trong đó, có rất nhiều các học viên đã và đang làm việc tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. Cùng với sự phát triển của FPT Software Academy, chúng tôi, những cựu học viên cũng bứt phá một cách vượt trội. Chỉ sau 6 tháng full stack Java Web, sau 3 năm, tôi đã trở thành một Project Manager. Trước đây, tôi là học viên lớp Automation Test. Giờ đây, tôi đã trở thành một Test Leader. 2 năm trước, tôi đã tham gia lớp Professional React Developer. Giờ đây, tôi đã trở thành Technical Leader. Và tất cả chúng tôi đều lựa chọn FPT Software Academy là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư công nghệ trong tương lai.